mức lương marketing 60.000 đô một năm chuyển sang mức lương sale x nghìn trên một năm. Làm cách nào để mình có thể chuyển được từ một cái mức lương thấp sang một cái mức lương cao như vậy? Đó là mình chuyển từ làm marketing sang làm sales. Tất nhiên là một cái quá trình nó không phải diễn ra overnight các bạn ạ. Nó không phải là diễn ra theo ngày, theo tháng, mà đây là mình đã diễn ra theo năm. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hành trình của mình khi mà mình làm chuyển từ marketing và mình sang sale. Và hiện tại thì mình cũng đã đang làm sale được khoảng tầm hơn 9 năm rồi. Một chút về cái background của mình thì cái công việc đầu tiên của mình làm khi mà mình mới tốt nghiệp ra trường đại học nhá, mình nghĩ cách đây cũng khoảng tầm 12 năm rồi, thì cái công việc đầu tiên mình làm đó là về bên marketing. Với cái mức lương khởi điểm thời điểm đó mình vẫn rất nhớ là 7 triệu Việt Nam đồng một tháng. Thực ra cái mức này ấy, hiện tại nó rất là thấp đối với sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên cái tại thời điểm cách đây 12 năm thì con số này nó cũng thuộc cái mức là trên trung bình. Vì theo mình nhớ cái thời điểm đó khi mà sinh viên mới tốt nghiệp ra trường ấy, cũng chỉ đâu đó tầm 3 đến 5 triệu đồng một tháng thôi. Hồi mới ra trường mình nghĩ là mình là một người rất là dị ứng với nghề sale. Mình không biết là lúc đó cái lý do vì sao, nhưng mà mình chỉ nhớ là cái thời điểm cách đây 12 năm một đứa sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, bất cứ khi nào mà mình tìm kiếm việc làm trên các cái trang ví dụ 24 giờ Việt Nam Works, mình đều né tránh các cái công việc nào mà họ tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Tất cả những cái việc nào làm đó là mình đều né, mình không ứng tuyển. Vì mình nghĩ là làm sale thì sẽ không có lương cứng, chỉ phụ thuộc vào lương hoa hồng. Mà lúc đó mình mới tốt nghiệp ra trường, mình cũng là một người không hoạt bát, không có nhiều mối quan hệ, cho nên mình nghĩ mình là một người không thể làm sale được, cho nên mình né tránh. Mình thậm chí còn từng nghĩ chỉ những người mà không tìm được việc làm hay những người thất nghiệp mới đi làm sale mà thôi. Và mình đã từng nghĩ là cái marketing là cái chân ái của cái sự nghiệp của mình, cho đến khi mà mình làm việc tại một công ty làm marketing khoảng được tầm hơn 2 năm gì đó. Sau đó là có một cái cơ hội, đó là công ty họ muốn mở rộng phát triển cái thị trường APAC, tức là thị trường châu Á, để xuất khẩu cái sản phẩm của công ty. Và rất là may mắn cho mình thời điểm đó vì mình biết cái ngoại ngữ tiếng Anh, nên là đã được xếp chọn từ marketing để mình sang làm cái vị trí sale kinh doanh quốc tế, hay gọi là vị trí kinh doanh xuất khẩu đấy. Mình nghĩ nó cũng là một cái cơ duyên, tức là đấy nó gần như là một cái nghề chọn người. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm sale. Tuy nhiên là cái sự kiện đó đã đưa đẩy mình chuyển từ marketing sang làm sale. Và khi mà ở Việt Nam, từ cái lúc mà mình chuyển từ marketing sang làm sale thì cái mức lương của mình nó cũng đã thay đổi. Cái công việc đầu tiên mình làm marketing là 7 triệu một tháng. Sau đó là mình nhảy việc, mình chuyển sang một công ty mới. Thì lúc đó lương của mình nhớ là 12 triệu nhưng tức là được tăng lên 5 triệu. Lúc đó là cũng rất là cao, 12 triệu một tháng cách đây khoảng tầm 12 năm. Sau đó là mình chuyển từ marketing sang bên sale quốc tế, là mình được tăng từ 12 triệu lên 20 triệu Việt Nam đồng một tháng. Thực sự là lúc đó là mình nghĩ là wow, đây sẽ là cái động lực cho mình để mình tiếp tục làm, tiếp tục về cái nghề sale. Và cái đó sẽ là cái mức lương cứng thôi, chưa bao gồm lương hoa hồng. Và kể từ đó là mình vẫn cứ tiếp tục nghề sale cho tới bây giờ. Và kể cả khi mà sang Singapore, cái công việc đầu tiên của mình làm á, thì mình cũng không làm bên sale ngay, mà cái công việc đầu tiên mình làm là làm cả marketing và sale. Trong đó là khoảng tầm 60-70% là mình làm marketing, còn khoảng tầm 30-40% là mình làm sale support. Cái lúc mà công việc đầu tiên đấy là cái mức lương của mình cũng chỉ khoảng tầm 5.000 đô một tháng thôi. Tức là các bạn sẽ thấy là mỗi một năm sẽ khoảng tầm hơn 60.000 đô sinh một năm. Cái mức lương từ mức 5.000 đô một tháng đó khi mà mình nhảy sang sale là cái mức lương base, tức là cái lương cứng của mình nó cũng tăng được khá là nhiều. Và đó là cái lý do vì sao thu nhập là một trong những cái lý do vì sao là mình vẫn bám trụ với cái nghề sale cho đến tận bây giờ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái hành trình của mình từ một cái người chuyên làm marketing và mình đã chuyển sang sale như thế nào, từ một người không có kinh nghiệm làm sale và mình đã chuyển sang sale như thế nào. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với các bạn nào, thứ nhất là đang làm marketing rồi nhưng mà các bạn cũng muốn trải nghiệm, thử nghiệm sang làm sales xem nó có màu hồng như nhiều người hay nói hay không, hoặc là dành cho những bạn mà hiện tại mới tốt nghiệp ra trường và các bạn cũng chưa từng có kinh nghiệm sale nhưng các bạn vẫn muốn thử sức làm sale xem như thế nào, thì mình nghĩ sẽ phù hợp với các bạn. Cái phần này thì mình là chỉ dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, không đại diện cho bất cứ ai hoặc là bất cứ cái công ty hay là doanh nghiệp nào các bạn nhé. Thực ra là có nhiều bạn hỏi là cái lý do vì sao mà mình chuyển từ marketing sang sale. Nhiều người hoặc là nhiều đồng nghiệp của mình cũng nói là marketing làm thì không bị áp doanh số, nó sẽ nhàn hạ hơn là làm với sale bị áp doanh số. Tại sao lại chuyển từ một công việc
is stressful sang một công việc very stressful như vậy? Thì với mình là có một số các cái lý do, tuy nhiên mình nghĩ một trong những cái lý do đầu tiên chính là về cái thu nhập cũng như là khả năng mà kiếm được cái thu nhập của ngành sale so với cái marketing. Cái này là mình chỉ nói dựa vào cái kinh nghiệm với bản thân mình thôi nhá. Vì mình biết là có rất nhiều bạn marketing lương cao hơn rất nhiều so với làm sale, thì cái này là chỉ áp dụng đối với trường hợp của mình. Bởi vì như các bạn cũng biết là marketing thì sẽ chỉ có lương cứng. Khi mà mình chuyển từ marketing sang làm sale thì làm sale mình vừa có lương cứng, cái lương cứng đấy của mình nó đã cao hơn lương cứng của marketing rồi, cộng thêm với cả cái mức lương hoa hồng nữa. Mà các bạn cũng biết là làm sale nếu mà các bạn vượt chỉ tiêu thì cái hoa hồng của các bạn sẽ rất là nhiều, cho nên cái cơ hội mà các bạn sẽ kiếm được cái mức thu nhập cao nó hoàn toàn trong cái tầm tay của các bạn nếu như các bạn có performance tốt. Tức là doanh thu các bạn mang lại càng cao thì cái hoa hồng, cái tiền mà các bạn kiếm được cũng sẽ càng cao tương ứng. Và đặc biệt là đối với các bạn nào mà làm B2B sale á, thì theo mình biết là những bạn làm B2C tức là làm bán hàng trực tiếp cho khách hàng, ví dụ như làm bên retail này hoặc là bên bất động sản thì thường những lĩnh vực đó thì cái mức lương cứng mình nghĩ là chỉ là đủ để trang trải cho các bạn sinh hoạt hàng ngày thôi. Cái mức lương cứng của những cái mảng B2C không là nhiều, nhưng nếu mà các bạn làm B2B sale thì cái mức lương cứng nó còn rất là cao. Vì lý do vì sao làm B2B thì nó sẽ yêu cầu nhiều các cái skill set cũng như là các cái kỹ năng khác nhau, nó sẽ yêu cầu khá là cao đấy. Vì để làm được một cái deal của B2B sale thì nó sẽ mất cái cycle rất là nhiều. Tức là một cái full sales cycle nó mất thời gian hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Cho nên là những bạn mà làm được cái B2B sale này thì họ yêu cầu khá là cao. Tuy nhiên là cái mức đãi ngộ cũng sẽ rất là hậu hĩnh, đặc biệt là những bạn làm sale trong cái mảng tech. Lý do thứ hai mà mình chọn làm sale, bởi vì như các bạn cũng biết là sale là cái bộ phận mang lại revenue cho doanh nghiệp. Mà như các bạn cũng biết thì cái bài toán đơn giản là bất cứ bộ phận nào mang lại doanh thu, mang lại doanh số thì sẽ là những bộ phận mà có tiếng nói. Ví dụ như mình làm đối với những công ty tech thì hai cái bộ phận mình thấy sẽ được ưu tiên, ưu ái nhiều nhất, đó là bộ phận product và thứ hai là bộ phận sale. Product là cái core của company, là của cái doanh nghiệp, để làm sao có cái sản phẩm để đi bán được. Còn sale là cái bộ phận đi bán hàng để mang lại cái doanh thu. Còn những bộ phận khác, ví dụ như nhân sự, HR, marketing, kế toán, đó là những cái bộ phận để hỗ trợ cho sale. Thì các bạn sẽ thấy là cái tiếng nói cũng như là cái vị thế của bộ phận sale trong một cái doanh nghiệp, theo mình thấy là bao giờ nó cũng sẽ có tiếng nói hơn so với các cái bộ phận khác. Cái này là chỉ theo cái quan sát cá nhân của mình thôi nhá. Với thứ hai nữa, sau cái quá trình mà làm sale thì mình thấy là khi mà làm sale thì các bạn sẽ là người tự quyết định được xem là bạn sẽ muốn triển khai phát triển thị trường hoặc là muốn phát triển cái tập khách hàng của các bạn như thế nào. Hay một cái thuật ngữ hay nói khác trong tiếng Anh đó là CEO of your own territory. Ví dụ như nếu mà các bạn làm sale và phụ trách thị trường Việt Nam chẳng hạn, mình lấy ví dụ thôi, thì các bạn sẽ là người đưa ra cái chiến lược go to market strategy như thế nào, cũng như là bạn sẽ là người đưa ra cái kế hoạch triển khai. Tất cả sẽ là do bạn là người quyết định, và bạn cũng sẽ là người xem là đâu sẽ là những cái bộ phận hoặc đâu là những người mà các bạn cần để hỗ trợ. Thì toàn bộ cái process hoặc là cái territory của các bạn sẽ là do các bạn phụ trách. Cho nên là mình cũng thích ở sale là cái điểm là bạn được cái quyền kiểm soát về cái công việc mà bạn làm. Thì đấy là cái ba cái lý do chính mà vì sao mình thích làm nghề sale, và mình cũng đã chọn làm nghề sale từ đó đến tận bây giờ cũng khoảng tầm 9 năm rồi. Tuy nhiên nghề sale thì nó cũng không màu hồng như nhiều bạn nghĩ đâu. Làm nghề sale thì nó cũng sẽ có nhiều những cái mặt mà nó không phải là màu hồng. Thứ nhất đó là sale sẽ liên quan đến doanh số. Nếu như cái tháng nào hoặc quý nào mà không có doanh thu thì các bạn biết đấy, nó sẽ vô cùng stressful. Sếp thì thường sẽ cũng không quan tâm quá nhiều là bạn làm gì, bạn làm các cái process như thế nào. Họ sẽ chỉ quan tâm về cái doanh thu hay là cái doanh số mà bạn mang lại thôi. Nếu như bạn không có numbers thì nó sẽ là vô cùng stressful. Cho nên đó là những bạn nào mà không thực sự là chịu được áp lực thì mình nghĩ là cái nghề sale chưa chắc đã phù hợp với các bạn. Bởi vì khi mà đã làm sale là phải biết cách để chịu đựng được cái áp lực trong công việc. Với phần thứ hai nữa, theo mình thấy nó cũng là cái phần không phải là màu hồng đối với cái sale. Vì lý do sale thì phụ thuộc cũng khá nhiều vào doanh số và cái doanh thu mang lại và cái hoa hồng các bạn có thể kiếm được. Cho nên biệt là những bạn nào mà kinh nghiệm ít hoặc là mới chưa có kinh nghiệm làm sale mà chuyển sang làm sale thì trong cái thời gian đầu á, để có được cái first deal tức là cái đơn hàng đầu tiên, nó sẽ rất rất là khó. Và trong cái giai đoạn đó thì mình thấy là sẽ rất bị dễ nản chí. Cho nên là các bạn thực sự là phải kiên trì để khi mà làm sale. Và mình nghĩ là cái dày mặt cũng là một trong những cái yếu tố để các bạn có thể vượt qua được cái này. Còn cái cụ thể khi mà cái hành trình của mình chuyển từ marketing sang làm sale, mình có zero sale experience, mình không hề có kinh nghiệm làm sale như thế nào, thì một trong những cái tip đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn, và nó cũng theo mình nghĩ nó sẽ là cái cách mà hiệu quả nhất khi mà các bạn
muốn thử sức làm sale, đó là các bạn hãy, thứ nhất là các bạn hãy tìm cái cơ hội mình gọi là internal transfer, tức là tìm những cái cơ hội trong nội bộ công ty. Mình có thể ví dụ như các bạn làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc các bạn làm marketing chẳng hạn, thì các bạn sẽ có thể là làm thật tốt trong cái vị trí của các bạn, xây dựng các mối quan hệ trong nội bộ của công ty. Bất cứ khi nào mà bạn thấy công ty đang tuyển dụng cho cái vị trí sale thì các bạn hãy nhanh tay ứng tuyển hoặc nhanh tay trao đổi với sếp của bên bộ phận sale để các bạn thử sức chuyển sang cái bên công việc sale đó. Bản thân mình cũng tương tự như vậy, khi mà mình làm marketing cho một công ty chuyên về bên sản xuất thiết bị vệ sinh nhá, thì lúc đó là công ty họ có cái vị trí mạng sale quốc tế để phụ trách cái thị trường APAC. Thì thực ra là cái này là mình được sếp giao phó cho mình, vì là mình là một trong số ít những người Việt Nam làm tại công ty mà có cái khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, cho nên là đó là lý do vì sao mà mình được chọn. Và khi mà các bạn internal transfer như vậy thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều, vì các bạn đã hiểu cái quy trình làm việc, đã hiểu về cái sản phẩm của công ty rồi, sẽ dễ hơn cho công ty đào tạo bạn rất nhiều so với những người ngoài mà chưa có kinh nghiệm làm sale. Vừa họ phải vừa đào tạo kinh nghiệm làm sale lại vừa phải đào tạo về sản phẩm thì nó sẽ mất thời gian hơn rất nhiều, cho nên chắc chắn họ sẽ ưu tiên những người internal trước. Thì mình nghĩ là những bạn nào mà đang muốn thử sức trong sale thì các bạn hãy tận dụng những cái cơ hội tốt nhất trong cái internal nhé. Thì đấy là cái tip đầu tiên. Cái tip số 2 nữa mà mình thấy là cái này là mình nhận ra được sau cái quá trình mà mình làm sale rồi, thì các bạn sẽ biết là trong một cái full sales cycle, tức là một cái quy trình bán hàng, thì nó sẽ bao gồm cái 5 cái bước chính. Bước thứ nhất là prospecting này, tức là bạn đi tìm kiếm, đi gọi điện với khách hàng. Thứ hai là qualifying, tức là bạn xác nhận cái nhu cầu của khách hàng là như thế nào. Thứ ba là negotiation, tức là các bạn thương lượng, đàm phán với khách hàng để làm sao đưa ra được một cái solution, một cái giải pháp thỏa mãn, đáp ứng cái yêu cầu của khách hàng. Thứ tư là closing, tức là bạn đóng deal, bạn chốt đơn hàng, bạn ký hợp đồng đấy. Cuối cùng, thứ năm đó là maintaining, tức là khi mà khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty rồi thì làm cách nào để bạn vẫn giữ khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ. Thì đấy là 5 cái bước cơ bản thôi nhé, một cái full sales cycle. Nghĩ là đối với những bạn mà chưa có kinh nghiệm thì các bạn có thể start small trước, tức là các bạn sẽ bắt đầu với cái first step, đó là các bạn hãy làm phần chuyên về prospecting, tức là chuyên về những cái công việc ví dụ như đi gọi điện, đi tìm kiếm khách hàng trước. Thì cái vị trí này họ có thuật ngữ đó là SDR, Sales Development Representative, hoặc là Inbound Sales, hoặc là Lead Generation Specialist, vân vân. Nó sẽ có rất nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cái công việc chính của những cái vị trí này đó là các bạn làm gọi điện này, email này, liên lạc qua social media, qua LinkedIn, làm sao để các bạn có thể tiếp cận được với key decision maker hoặc ít nhất là influencer, tức là những người đưa ra quyết định mua hàng hoặc là những người có ảnh hưởng tới quyết định mua hàng. Đấy, thì các bạn làm sao lên được lịch để meeting với những cái người đó dành cho bộ phận sale, và sale sẽ là người đi qualifying, đi negotiation, đi closing. Đó, thì các bạn hãy làm những cái vị trí sales development này trước. Thì khi mà các bạn làm thì các bạn chắc chắn cũng sẽ phải đáp ứng một số các KPI. Thường theo mình biết những cái vị trí này KPI chính sẽ là ví dụ số lượng meeting mà các bạn generate được trong tháng, trong quý, trong tuần là như thế nào, và conversion rate, chắc chắn cái này sẽ là quan trọng, vì họ cũng sẽ cần đánh giá cái quality, cái chất lượng của cái người mà các bạn mang lại cái meeting cho đội sale là gì. Cái conversion này nghĩa là từ meeting để convert được sang opportunity, tức là cái cơ hội bán hàng cho đội sale. Thì các bạn đáp ứng được những cái KPI này thì mình nghĩ là chỉ khoảng tầm sau 1 hoặc 2 năm là các bạn hoàn toàn có thể là được promote nên lên làm sale full sales cycle. Cái này chắc chắn là phụ thuộc vào cái performance của các bạn nhé. Hoặc một cái tip số 3 mà các bạn cũng có thể cân nhắc khi mà các bạn muốn chuyển sang làm sale mà chưa có kinh nghiệm, đó là các bạn hãy bắt đầu làm customer success trước rồi các bạn sẽ chuyển sang làm sale. Thì trong cái quy trình bán hàng full sales cycle mà mình có chia sẻ ở trên á, thì customer success sẽ phụ trách cái phần maintaining, tức là cái quy trình cuối cùng trong một cái chuỗi sales cycle, tức làm sao mà để các bạn giữ chân được khách hàng, tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty và các bạn tiếp tục phát triển khách hàng thêm nữa. KPI chủ yếu đối với cái vị trí này sẽ là retention rate, tức là tỷ lệ khách hàng tái sử dụng hay khách hàng tái ký lại hợp đồng. Và cái KPI thứ hai cũng rất quan trọng, đó là growth rate, tức là cái tỷ lệ tăng trưởng của khách hàng hiện tại, customer satisfaction score, vân vân. Vì cái vị trí này là nó cũng liên quan tới một cái quy trình sales cycle, cho nên nếu mà các bạn làm tốt thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể chuyển sang làm sale full sales cycle được nhé. Hoặc một cách khác là bạn cũng có thể làm SDR này,
hoặc Customer Success ở các công ty lớn hay các cái công ty MNC. Sau đó thì bạn có thể chuyển sang làm sale tại những cái công ty mà có cái quy mô nhỏ hơn. Vì thường các cái công ty nhỏ thì bao giờ họ cũng sẽ value, tức là họ sẽ đánh giá cao những cái kỹ năng mà bạn có được khi làm việc cho các cái doanh nghiệp lớn. Mình cũng có một vài đồng nghiệp ở trong cái công ty cũ trước đây mà mình làm ấy, thì bạn đấy là làm Customer Success, tức là phụ trách cái vị trí là chăm sóc khách hàng để làm sao khách hàng tái sử dụng dịch vụ ở công ty. Sau bạn làm khoảng tầm 1.5 năm thì bạn ấy chuyển sang một công ty mới và làm full sales cycle luôn đấy.